Je revais te chercher. Je savais que tu m'attendais. Alors, je m'appelle Adeline Guillot, je suis comédienne. Je vis en France. Tôi là Adeline Gulliott. Tôi đã làm việc với đạo diễn Caroline trong nhiều dự án. Chúng tôi đã gặp gỡ và làm việc với nhau từ thời còn học chung tại trường Strasbourg. Nhưng điều đặc biệt lần này là ngoài những cộng sự người Pháp quen thuộc như chúng tôi, Caroline còn mời cả các diễn viên Việt Nam. 2 năm trước, chúng tôi đã đến Việt Nam để tìm kiếm diễn viên và làm việc cùng nhau sáng tác nền vở diễn này. Recrutée au Vietnam. Après la fermeture, Marie-Antoinette pleure. Mais ça, personne ne le sait, personne ne le voit. Khi mà cô đạo diễn Caroline đang để tìm diễn viên cái lứa tuổi nào đó thì tôi ghi tên với bà xã, rồi thì hai đứa được cô mời tới để mà thử. Nhưng mà khi cô nhìn tới hai đứa tôi rồi nói là hai ông bà chứ không ai hay rọi trên khỏi lửa nữa. Khi lúc đó thì cô Caroline thử tụi này rồi, cô có đến nhà. Thì khi mà nhìn cái nhà thấy tụi này sống như là ở bên Việt Nam thì cô rất thích. Điều thứ nhất, điều thứ nhì là khi đã trở về Việt Nam mới biết là cô muốn diễn cái vở kịch như thế nào. Và khi tuyển chọn những cái diễn viên các em ở bên đây thì cô có nói với chúng tôi là cứ tự nhiên diễn những cái gì mình suy nghĩ, mình suy tư ra. Thì lúc đó rồi cô mới dựa vào những cái gì chúng tôi làm mà viết theo cái chuyện, theo cái đời. Khi mà đặt chân tới Pháp tham gia cái vở diễn này thì em gặp được những cô chú Việt Kiều, rồi em nghe kể những cái câu chuyện thời 1956 thì những cô chú luôn có những cái tình cảm đặc biệt cho quê hương đất nước Việt Nam, nên em cảm thấy rất là tự hào. Đến mai sau nhưng ai biết ra sao, riêng tôi đêm nay. Tại vì người Việt mình khi mà sống ở xứ Pháp, mình hòa nhập rất là nhanh trong cái đời sống của người Pháp. Thành thử ra họ không nhắc đến. Thành ra cái khi mà cái vở kịch này cô Caroline mà chọn chúng tôi rồi được diễn lên, chúng tôi rất là hãnh diện, nói thật như vậy, hãnh diện là người Việt Nam được mang tiếng nói của người Việt chúng ta trên cả xứ Pháp và bây giờ thì là gần như là cả Nam Châu. Vous étiez au bord des larmes, vous avez parlé pendant 40 minutes, vous parliez de quoi? Dis-lui qu'il faut pas qu'elle pleure. Ông biểu là cô đừng có khóc. Parce que je serai toujours auprès d'elle. Ông biểu mai mốt ông lúc nào cũng ở bên cạnh. Excusez-moi. Vở kịch này gồm những câu chuyện nhỏ về tình yêu, về những điều rất riêng tư của mỗi cá nhân. Nhưng thông qua đó lại nói lên được những vấn đề lớn của lịch sử. Nó thể hiện mối quan hệ của mỗi cá nhân với cộng đồng sống xung quanh mình. Khi diễn ở Việt Nam lần này, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và có một sự gần gũi đặc biệt. Tôi rất muốn xem khán giả Việt sẽ phản ứng ra sao với những câu chuyện mà chúng tôi kể. Qu'est-ce qu'il leur parle de l'histoire du Vietnam? Khi mà chúng tôi diễn chẳng hạn như là qua Đức hay là sang Hòa Lan hay là sang Thụy Điển hay là sang bên Trung Quốc thì khán giả họ cảm nhận là họ nói khi diễn xong rồi họ ra họ đón chúng tôi, họ khóc, họ nói rằng cái vở kịch của các anh chị diễn không phải là cái đời của anh chị không mà đó là cái đời của chúng tôi. Đó là cái cũng là cái niềm cảm xúc và cái niềm hãnh diện là mình nói lên được cái tiếng nói của những người vì hoàn cảnh, vì cái gì không biết nhưng mà sống xa quê hương, sinh sống ở xa quê hương của mình. Không phải là khi sống xa quê hương rồi chúng ta quên hết,
Nhưng mà dù ở nơi nào trên thế giới, người Việt cũng là người Việt, và tiếng nói của chúng ta, dân chúng ta, đó là cái niềm hãnh diện nhất mà khi mà về đây, là cái mong ước nhất là được nói lên tiếng Việt tại sân khấu Việt, và cho những khán giả đồng bào Việt, cho trẻ các trẻ, các giới trẻ được nghe được lời nói rằng dù xa quê hương, chúng tôi vẫn nhớ tới quê hương chúng tôi, và chúng tôi vẫn nhớ cái tiếng nói của chúng tôi.